Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã click vào xem video này của Mai nha. Và hiện tại em Mai đang đứng tại cửa hàng nằm tại địa chỉ là khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, nằm gần khu du lịch Đại Nam hoặc là gần chợ Nhật Huy nha mọi người. Phần chi tiết đó thì mọi người cứ nhắn cho em để em được hỗ trợ gửi vị trí để cho mấy anh chị em mình đi tới cửa hàng dễ hơn nha. Và mấy anh chị em hôm nay em sẽ quay cho mấy anh chị em mình về cái mẫu Exciter 155 nha mọi người. Hiện tại thì em đang quay mẫu này là mẫu của phiên bản cũ gọi là 2023 nha. Bản mới của nó thì đã ra của 2024 rồi mà em đang quay cho mọi người là bản cũ nha mọi người. Đây là màu sơn 3D. Em này gọi là màu xanh cốm giúp em nhé mọi người, xanh cốm hoặc là xanh lá mạ nha, xanh cốm hoặc là xanh lá mạ. Thì em đang có cho mọi người đây là màu sơn, thì em đang có mức giá cực kỳ tốt cho mọi người luôn là 44 triệu thôi ha mọi người. Giảm cho mọi người 2 triệu nữa khi mà có coi video này hoặc là có nhắn cho em đặt lịch sẽ giảm cho mọi người luôn 2 triệu nha. Cái phần chi tiết tem thì mời mọi người cùng quan sát nhé. Phần mặt nạ trước này, ở đây thì nó đang có cho em là cái mặt nạ trước thì thường phối đơn giản thôi cả nhà, chỉ có màu đen với lại màu đỏ phối như vậy thôi. Rồi ở phần trước này thì nó có ghi cho mình một dòng chữ này, nếu như mà anh chị em muốn thay đổi cái dòng chữ này đi bằng cái tên của mình hay là ngày tháng năm sinh hay là gì đó thì mình cứ nhắn cho em hỗ trợ sơn theo yêu cầu cho mọi người và không tính thêm chi phí nha cả nhà. Rồi về cái phần mâm này thì là đây là mâm sơn 3D lên nhé cả nhà, mâm sơn nhé. Còn mâm zin thì nó chỉ có là mâm màu đen thôi ha mọi người ơi. Rồi đây em có nhận sơn theo yêu cầu cái mâm nữa nhé mọi người. Không muốn mâm màu cam này thì mình có thể yêu cầu em sơn màu trắng hoặc màu bạc cũng được nha mọi người ơi. Chi tiết thì mình nhắn qua Zalo cho em nha. Rồi ở đây phần cái bên hông xe thì nó cũng sơn cho mình đơn giản thôi cả nhà. Em bên em thì làm đơn giản thôi, càng đơn giản thì lại càng đẹp ha. Ở đây này, nó có ghi cho mình cái con số này 155 để biết xe của mình là xe X 155 ha mọi người. Rồi chi tiết thì vẫn phối là phối tem đen với tem đỏ này. Về phần phía bên trên, phía phần yên á thì nó sẽ có cho mình ghi là chữ Exciter ha, kém họa tiết một dọc màu đen như vậy. Rồi thì ở trên con xe này em đang có cho mọi người sẽ là có cổng sạc này, có xài smart key luôn nha mọi người, có cổng sạc, có smart key luôn cho mọi người ha. Và phần nước sơn 3D mọi người yên tâm là em sẽ hỗ trợ bảo hành cho mọi người trong vòng 1 năm. Và phần máy móc xe mọi người sẽ được bảo hành trong vòng 3 năm giúp em nha mọi người. Nếu như mà anh chị em mình có thể là ở xa đi tới, có thể ở Long An này, thành phố Hồ Chí Minh hay là Đồng Nai gì đó đi qua cửa hàng ở bên Bình Dương em ủng hộ em chẳng hạn, thì mọi người cứ yên tâm về cái phần vấn đề bảo hành á. Xe máy móc thì mọi người bảo hành đi tắt các cửa hàng mà gần cả nhà, chỉ cần của nó là Yamaha mọi người cứ vô đó là mọi người bảo hành xe được rồi ha cả nhà ơi, yên tâm nha. Kiểm tra máy móc thì miễn phí cho mọi người luôn. Rồi cà vẹt em này sẽ là màu xanh đen luôn giúp em nha mọi người ơi. Hiện tại thì màu này đang là màu xanh cốm nhưng mà mọi người có thể là sau này không thích màu này nữa thì mình sơn lên những màu khác như là xanh dương này, xanh lá cây hay là xanh lục bảo gì đó thì vẫn bao hợp lệ màu cà vẹt cho em nha, tại vì màu cà vẹt nó là xanh đen. Rồi quay tiếp cho mọi người về cái màu trắng đỏ cực kỳ hot tại cửa hàng em, thì màu này là màu này với lại màu xanh cốm đó là bán cực kỳ chạy luôn nha mọi người. Em màu trắng này thì đang có cho em phối cái mặt nạ cái phía trước có hình hoạt hình mặt nạ đó. Chi tiết như vậy đơn giản thôi nha cả nhà, mọi người muốn thêm những chi tiết khác thì cứ nhắn cho em. Và hiện tại Exciter 155 màu sơn 3D như vậy mọi người chỉ cần chuẩn bị giúp em tầm khoảng 6 triệu thôi là mọi người đã có thể sở hữu được xe rồi nha cả nhà. Bên em thì hỗ trợ trả góp cho mọi người tất cả các dòng xe luôn nha. Xe này thì trả trước tầm 6 triệu và đem theo dùng em là căn cước công dân gốc thôi là mọi người đã có thể sở hữu xe rồi nha mọi người. Thủ tục thì đơn giản thôi, làm hồ sơ duyệt nhanh chóng nha mọi người, chỉ cần tầm khoảng 15 phút thôi. Mọi người ghé cửa hàng là bao đậu hồ sơ lấy xe về nha. Rồi thì cái chi tiết thêm mời mọi người cùng quan sát thêm này. Đó thì nó cũng phối đơn giản thôi mọi người ơi, có chữ là Exciter này, Exciter nhá. Mấy cái chữ này thì mọi người quan sát thêm nha. Racing này, đó, cái hình mặt nạ này. Rồi, cái hình này cái in cho mình là cái chữ ký ấy, rất là đẹp nhé mọi người. Cái chữ là theo chữ ký này, đó. Rất là đẹp ha. Và trên xe này thì em đang có lên cho mọi người là một số phụ kiện cơ bản. Nó sẽ có như là cái ba ga này, cái che két nước phía trước này, cái chống đổ sau này, đó, chống đổ sau, có chống đổ trước luôn ha mọi người. Đó. Thì cái mâm này cũng cái mâm này đang là cái mâm này là mâm zin nha mọi người. Em lên từ phiên bản mâm zin nha. Rồi, 44 triệu giảm cho mọi người 2 triệu thì chỉ còn lại 42 thôi. Trả góp đưa 6 triệu là được nha. Đây em quay lại cho mọi người xem cái mẫu này là em đang có lên cái đèn led với lại đèn bi cầu cho mọi người á thì rất là đẹp luôn ha. Mấy anh chị em mình đang ưng mẫu như là vậy thì mình cứ nhắn cho em hỗ trợ cho mọi người. Phần đèn led và bi cầu thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng là 3-4 triệu gì đó. Nó sẽ tùy theo mọi người lấy món nào thì em sẽ tính cho mọi người món đó ha. Và phần cái đèn thì mọi người hỗ trợ được là chỉnh màu theo rất là nhiều màu luôn mọi người, tầm khoảng 200 màu lận á. Rất là đẹp luôn ha mọi người, rất là lung linh. Thì có cả đằng sau nữa nhé mọi người muốn thêm xem chi tiết thêm thì mình cứ nhắn cho em quay video tổng thể cho mọi người cùng xem thêm ha. Rồi đèn rất là đẹp luôn nhé mọi người, xi nhan thì nó sẽ chuyển hướng nó lại đẹp nữa này. Đó mọi người quan sát ha, xi nhan này. Đó, rất là đẹp luôn. Mấy anh chị em muốn mẫu như vậy thì mình nhắn qua cho em nha.
Hiện tại thì cửa hàng em đang là ở Bình Dương nha mọi người. Và mấy anh chị em mình đang coi video này này, mọi người có thể là ở xa, những nơi như là miền Bắc hay là Hà Nội gì đó chẳng hạn, mà mọi người thích những màu xe ở đây quá lại không ghé đến trực tiếp cửa hàng mua được á, thì mình cứ nhắn qua cho em hỗ trợ ship xe cho mọi người luôn ha. Và có đặt cọc nhé mọi người, có đặt cọc nói chung là một xíu thôi. Mọi người chỉ cần đặt cọc một xíu, rồi khi mà mọi người nhận xe á, thì mọi người sẽ trả thêm phần còn lại giúp cửa hàng là được. Và mọi người yên tâm là cái phần ship xe thì em ship cho mọi người là bằng xe tải chuyên dụng, nên là anh chị em mình không có lo về vấn đề chạy xước hay gì cả nha cả nhà. Và em có hỗ trợ này, thu xe cũ đổi lên xe mới cho mọi người luôn ha. Và anh chị em mình coi video có thể là mọi người không có nhu cầu mua xe, nhưng mà mọi người hãy giới thiệu cho anh chị em, bạn bè, người thân của mình biết tới, để em sẽ hỗ trợ hoa hồng cho mọi người ha cả nhà ơi. Rồi chi tiết như nào nữa thì mình cứ nhắn trực tiếp qua Zalo cho em, hoặc là gọi điện trực tiếp luôn cho em để em được hỗ trợ mọi người kỹ hơn nha. Hẹn gặp lại mọi người ở clip sau, em sẽ lên nhiều mẫu xe đẹp hơn nha cả nhà. Bye bye mọi người nha.